Trời đất ơi, dạo này trên mạng xuất hiện quá nhiều video clip nữ sinh quýnh nhau, quýnh tụt quần tụt áo luôn, cô có biết không luôn? Biết, nhìn thấy thèm, quýnh nhau tụt quần luôn. Tụi mày thích nhìn tụi đó tụt quần lắm hả? Trời đất ơi, tụi đó tụt quần tụt áo ai mà không thích? Giống như clip này nè, phải không? Đâu, mở đi, có tụt quần tụt áo mới coi. Thì coi đi nha. Ờ, mở đi. Ủa sao thấy còn mặc quần? Thì tại tụi nó chưa cởi. Thích coi không? Thôi nói chứ ai thèm coi mấy cái clip đó là cái gì. Coi bực mình. Sao mày bực? Ờ thì nói chung không thích coi. Sao không thích coi? Chán lắm, chán tèo luôn. Vậy mà tao tưởng mày thích chứ. Toàn là mấy đứa bất hiếu không à. Sao bất hiếu? Ba mẹ đẻ ra có tay có chân đàng hoàng, không chịu ăn học suốt ngày quýnh lộn không. Ờ mấy đứa này cho lên phường giải thích hết. Ủa mày nói hay quá vậy chứ mày có từng quýnh lộn chưa? Chưa bao giờ quýnh lộn hết. Chứ mày làm gì? Cắn lộn không à. Ờ mấy đứa mà quýnh lộn nhìn giống như gì? Giống như hai con heo đang quýnh lộn trong clip này nè. Mở cho ba coi liền. Mày dám giật người yêu của tao phải không? Tao giật người yêu của mày hồi nào hả? Hôm qua tao lên Facebook tao thấy mày chụp chung tấm hình với người yêu của tao, mày còn nói nữa hả? Mày hiểu quá. Cắn mày chết. Tao đột quần mày ra. Đột quần? Dám đột quần không? Cắn sức mà mày. Cắn sức mày luôn. Đó, bà có thấy hai con heo nó quýnh nhau ớn hồn luôn không? Quýnh ghê thiệt cái luôn. Đó, cũng dọn bị trai không? Bó tay thiệt cái luôn ha. Ờ, đúng là ngu như heo vậy á. Ha. Trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.